làm đồ ăn hot trend tại Haidilao. Mai để tìm đi. Đầu dáng đi em. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ thực hiện các thử thách và hot trend gần đây mà trên mạng xã hội đang nổi về Haidilao nha. Optimus, trông em. Ủa gì vậy? À đâu, đây là Bumblebee chứ. Ở đây có thể check in được này. Siêu xinh luôn. Đập vào máy đánh kem rồi các bạn ơi. Ủa gì vậy? Chị Vy em à? Lisa, Jenny. Động đất à? Đi xuống. Hôm nay làm ở đây. Lại gặp Jenny. Lisa. Rose đâu? Có phim. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Mình đã tạo được một em bé cà chua. Yêu quá. Tàu quá tàu. Tàu ơi là tàu, ngồi đây nha để chị lấy đồ ăn cho ăn nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy gia vị. Đây là những công thức mình tổng hợp được từ các bạn TikToker. Yeah, super. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cả băm này, sốt bò cay đây. Dầu mè. Thằng lá tươi này, hành khô. Mày có bắt tao đổ chậm nữa hả mày? Được lắm. Một xíu tương ớt này, sốt muối tiêu chanh pha sẵn, một xíu. Ok. Wow, trông hấp dẫn đi. Một xíu, ui rồi một xíu cho hơi nhiều. Ok, vậy là đã xong sốt mì trộn. Hai muỗng sốt tiêu chanh. Rau thơm, ớt bột, rau thơm là cái rau này. Ớt bột này. Ớt tươi. Tươi đây. Chưa. Đường nữa này. Chanh tươi có luôn. Đỉnh. Thịt nào. Cháo này. Được. Tiếp nha, bò nha. Bò này. Hải sản này. Không có kịp. Ok. Hành. Ok. Bây giờ mình sẽ làm mì trộn trước nha. Làm mì trộn. Cần chần mì trước. Chần mì nè. Ra đây. Chần mì trước nha. Trong đấy mình sẽ chần luôn chân gà. Rồi. Ở đây. Mì chưa hết cả lên rồi. Ok. Thôi. Ok. Ok, cảm ơn nha. Ok. Chọn mì nha má. Rồi. Đây là nước sốt chọn mì. Đây đây. Oh my god. Đấy. Thì wow. Mình sợ nó rớt ra ngoài quá à. Bây giờ mình ăn thử cái mì nha, xem là có ngon nha. Rồi. Ngon phết nha. Uầy, đúng là làm theo công thức thì nó khác vào hẳn. Nếu như để mình tự trộn ấy thì không biết là nó thành cái gì mà. Quẩy nước chấm ở đây đúng là đỉnh luôn. Làm món gì cũng được ấy. Chấm mì này chắc là 8 điểm đi. Ok. Mì trộn 8 điểm. Bây giờ mình sẽ trộn chân gà nha má. Bớt chân gà ra đã. Ý, nóng. Rồi, vớt ra đây luôn đi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn cái sốt ra đây. Đây là sốt chấm chân gà của mình. Dưới lên đây.
Ôi, oh my god. Delicious. Bây giờ mình đóng nắp vô. Đóng nắp vô. Ta-da. Ui, ngon chưa? Ngon chưa? Ăn thử các bạn ơi. Chân gà mình tự lắc nè. Không cắn được, không ăn cả. Tay thật chắc. Chắc cho nhiều ớt. Ngon. Em nhìn miếng chân gà. Nó mút, nó mút, mút. Ngon quá bạn ơi. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. 10 điểm. 10 điểm. Mời đến. Đây là đậu hũ kỳ cộng phỉ thúy cộng thịt bò, cuộn thịt bò với cả tôm phỉ thúy. Đấy. Rồi. Múc một cái này. Nhúng cho hơi nhiều. Rồi. Nhét nhét. Sao tôi mít đều vậy? Chia ba. Chia. Mình ra cuộn. Lần này cuộn chắc tay hơn, chắc là sẽ bé hơn. Đấy, à, ôi, không bé hơn thật. Bên lẩu cà chua này. Lẩu ma la một cái to đùng này đi. Bên này hai cái lẩu cà chua nha. Ok. 12 seconds later. Ăn nha, bây giờ cái này, cái cuộn này chín rồi này. Ăn thử nha. Cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Vô vui gần chết. Rồi tao cười tao ỉa. Cái đậu hũ kia nó mềm mềm. Cái tôm phỉ phí ấy, nó cũng mềm luôn. Xong là cái thịt bò này nó dai dai. Kiểu, cái cuộn này là một trong những cái mình nhất định phải ăn ở đây. Đây sẽ là món cháo nha, cháo thịt băm. Đây, sẽ cho cháo vào đây. Cho cơm, đây mình gọi một suất cơm trắng 10k thôi. Cho đây. Cái này cần cho rất là nhiều nước ấy. Thế nên là mình cho rất là nhiều nước ở đây để tí nó còn nở ra nữa. Đấy, thì cháo mình sẽ ngon hơn, nhừ hơn. Đúng rồi, cháo nó cần rất nhiều nước, bởi vì tí nó sẽ hút hết nước. Trong lúc đợi mình sẽ ăn thử cái món bánh bao màn đầu chiên chấm sữa đặc nha. Nè, ăn thử. Bánh bao chiên. Đây là bánh bao chiên, hay còn gọi là màn thầu. Chấm ăn nha. Ui, ngon phết này má. Ngon, nó giòn giòn đấy, ngon ngọt, ngọt ngọt. Món này 10 điểm nữa, không nói nhiều. Đó là trà sữa này này. Trà sữa đi đâu? Một món nhất định phải uống ở đây nha. Em xin phép gửi Vy nha. Cảm ơn ạ. Quay. Cái nào mình cũng hát Happy Birthday với em nha. 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ơ sao nào có chồng. Đầu dáng đi em. Trông thật khả ái. Chào chín rồi này các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho nhân vào đây nha, nhân cháo vào đây. Đen đen đen. Cho nhân cháo. Cho hết nhân vào đây. Cháo thịt nha. Ngoái đều lên. Đó. Nấu nhiều như này. Đợi thêm một lúc nữa nó sôi sục lên là mình ăn được nha. Nào. Cháo hơi ít hành ha. Không sao. Thơm. Con nấm này. Ủa ngon á. Ủa mình cho cái thịt bò bằm con nấm ấy, con nấm rồi ấy. Nó dậy mùi ăn toàn thấy nấm rồi này. Thịt ở trong cháo thì lại không nổi bật lắm, mà nấm thì nổi bật hơn.
nhà nào bạn nào mà đi cùng với em bé các thứ thì có thể thử món này để cho em bé ăn cùng nha. Hợp lý. Để anh vẫn gọi em là em bé. Để anh vẫn luôn gọi em là em bé. Số 40, số 10, 80, anh vẫn luôn trong tình. Mai để tìm đi. Anh có muốn đi chơi với em không? Ủa cái gì vậy? Thế hả? Lừa rồi. Ôi, em bóc được hả? Có được nhìn không ạ? Có được nhìn. Ô được nhìn á? Được bóc ạ? Thôi em sẽ không nhìn đâu. Cái gì đây? Một lon băng quét giờ. Cảm ơn ạ. Ôi mà được một lon bia các bạn ơi. Ăn bia uống mấy bao? Kia. Ăn bia uống mấy bao? Kia. What the f-